Bổ sung kẽm có tác dụng gì đối với cơ thể của bạn? Kẽm là một vi chất dinh dưỡng cần thiết để hỗ trợ miễn dịch và sức khỏe tế bào, đồng thời là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất cho sự phát triển tối ưu của trẻ nhỏ và chống lại chứng viêm. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ cho biết, trẻ em cần kẽm để tăng trưởng và phát triển. Kẽm là một khoáng chất quan trọng đối với chức năng miễn dịch, chữa lành vết thương, cũng như khứu rác và vị giác. Thực phẩm có kẽm đặc biệt quan trọng đối với trẻ chỉ bú sữa mẹ hàm lượng kẽm trong sữa mẹ cao sau khi sinh và giảm dần trong 6 tháng đầu. Sau 6 tháng, điều quan trọng là phải giới thiệu thức ăn có kẽm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Sau đây là những gì mà việc bổ sung kẽm mang lại cho cơ thể của bạn. 1. Hỗ trợ miễn dịch. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ miễn dịch. Tiến sĩ Heather Mow đây, bác sĩ chuyên khoa dị ứng, miễn dịch học và y học chức năng ở Mỹ cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo rằng, từ 17% đến 30% dân số thế giới bị thiếu kẽm, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe. Tiến sĩ Mô đây cho biết thêm, kẽm là một khoáng chất vi lượng có tác động quan trọng đến hiệu quả của các tế bào và nê của hệ thống miễn dịch bẩm sinh và thích ứng của chúng ta. Kẽm hỗ trợ trong việc chống lại virus, bảo vệ chúng ta khỏi tác hại của các gốc tự do đối với tế bào của chúng ta và đã được chứng minh là có thể rút ngắn thời gian bị cảm lạnh khi được dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung. Kẽm được tìm thấy với hàm lượng cao trong hàu, thịt bò và cua, và với lượng thấp hơn trong các loại đậu đậu phụ, hạt bí ngô, hạt điều và các loại hạt khác. 2. Sửa chữa DNA và giảm stress oxy hóa. Lượng kẽm được khuyến nghị hàng ngày là 8mg đối với phụ nữ và 11mg đối với nam giới trưởng thành, nhưng nghiên cứu cho thấy dùng nhiều hơn một chút có thể mang lại những lợi ích ấn tượng cho việc sửa chữa DNA và giảm stress oxy hóa. Tiến sĩ Janet King cho biết, chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng, chỉ cần một sự gia tăng nhỏ về kẽm trong chế độ ăn uống, cũng có thể có tác động đáng kể đến quá trình trao đổi chất diễn ra khắp cơ thể. Những kết quả này đưa ra một chiến lược mới để đo lường tác động của kém đối với sức khỏe và củng cố bằng chứng rằng các biện pháp can thiệp dựa trên thực phẩm có thể cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng trên toàn thế giới. 3. Chống nắng. Kém là một công cụ vô cùng hiệu quả giúp chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Ami Serpiro, chuyên gia dinh dưỡng, cho biết kém oxit là một trong hai chất chống nắng vật lý có khả năng làm chệch hướng tia UV bảo vệ ra khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời như ban đỏ đến lão hóa sớm. 4. Chữa lành vết thương. Kẽm đóng một vai trò quan trọng trong mọi phần của quá trình chữa lành vết thương, từ quá trình đông máu đến hình thành sẹo. Tiến sĩ Jennifer Salit cho biết, vai trò của kẽm trong việc chữa lành vết thương là đa yếu tố, và nó cần thiết cho sự tổng hợp collagen và protein, tăng sinh tế bào và chức năng miễn dịch, tất cả đều cần thiết cho quá trình tái tạo và sửa chữa mô kẽm cần thiết cho việc sản xuất kháng thể và hoạt động bình thường của tế bào bạch huyết và đóng vai trò quan trọng trong một số bước của quá trình đông máu. 5. Quá nhiều kẽm có hại gì? Theo viện y tế quốc gia Mỹ, người lớn không nên dùng quá 40mg kẽm mỗi ngày. Các tác dụng phụ của việc hấp thụ quá nhiều kẽm bao gồm chán ăn, buồn nôn, tiêu chảy, đau đầu, nôn mửa và đau quặn bụng. Hãy nhớ hỏi ý kiến bác sĩ của bạn trước khi bạn bổ sung kẽm.